Đây mình bây giờ lên lên cần luôn anh em. Đây là cái mã này, mã 396 à 394 này. Mình báo giá luôn cho anh em là 1 triệu nhá. Cây cần này của Daiwa này. Này cây cần này của Daiwa nhá, carbon hai da này. Này, cây này còn khá là mới luôn. Đấy. Gần như là mới luôn anh em, ba khúc nhá. Đây, ba khúc này. Rất là đẹp luôn. Tem nội địa Nhật này. Đấy, sáng bóng luôn. Này, khoen chứ thì chưa có bị hoen gì nhá. Cây này độ cứng là 33,3 m của thằng Daiwa này. Đây. Carbon cross nhá. Cái cây này duy nhất nó chỉ bị này. Cái chỗ này nó có carbon này nó bị đây, chỗ này mình sẽ chỉ cho anh em vì cây này nó bị làm sao thì mình thế này. Cái chỗ này duy nhất nó bị xước xước một tí nên là đợt trước nó đã cuốn cái cước nhưng mình bỏ cước ra. Đây, nó bị xước một tí là chẳng ảnh hưởng gì đây. Nó bị xước có một tí thôi chứ không phải nó bị gãy đâu nhá. Đây. Nó bị xước một tí không có đáng kể, người ta cuốn cái keo mình chưa có lau hết này. Để nó thấy nó bị xước một tí carbon là chắc nó bị cắt vào. Nên là không có sao. Đấy, bị xước một tí thôi. Đấy. Còn đầu hình thức cây này còn khá là đẹp. Rất đẹp luôn. Mình báo giá cho anh em cây này là 1 triệu nhá. Đấy 1 triệu mã 394, báo giá cho anh em là 1 triệu. Thì mình đọc nữa, đọc qua cái thông thông số cho anh em nhé. Cái mã đây, đọc không là rõ cho anh em chứ. Cái ngọn của nó là được ngọn là 2,6 này. Nặng là 415 g nhé. Ngọn 2,6, đấy nặng 412 g. Đấy, cái gốc thì tầm 25 nhé. Đấy, gốc thì 25. Đấy, đọc luôn rõ cho anh em thôi. Cho nó dễ. Sang cái mã là mã 395, báo giá luôn cho anh em là 1 triệu, mã 395. Báo giá cho anh 1 triệu nhá. Đấy. Đây, cây này thì gần như còn đẹp lắm. Đây, đít với cao su vẫn còn nguyên. Đấy, phát này. Fuji này. Đây, khoe này, khoe nó Fuji Seed nhá. Đây. Fuji Seed này. Cây này độ cứng là 82,7 này. Thì nó đang dao động cái độ cứng từ 80 đến 120. Đấy. Cái nên cái ngọn này thì nó là đây, khoen nó một thôi, nhưng mà một nó rất là chắc chắn này. Đấy. Đấy. Đọc lên thông số cho anh em cho nó dễ. Cái này là cái nặng là 339 g này. Ngọn là 2,5. Ngọn là 2,5 ni nhá. Đây, ngọn này 2,5 ni này. Gốc thì là 22 nhá. Đấy, cây này cứ nó ghi là độ cứng 80 sấp nói chung là sấp xỉ đến 120. Đấy, cây này khá là mới luôn, báo giá cho anh em là 1,3 triệu nhá. Đấy, 1,3 triệu cho cây cần hai khúc, hai khúc 2,7 m nhá, báo giá cho anh em là 1,3 triệu này. Đấy, quá đẹp luôn. Sang mã 396, 396 là một cái ISO khoen lớn này, báo giá luôn cho anh em là 1,5 triệu này, của Shimano này. Cây này của Shimano. Đây. Cây này gần như hình thức gần như là mới này. Đây. Đây. Holiday này. Đây Holiday. Đấy đọt 4 của nó là 5,3 m nhá, hàng của Indonesia. Đây cái quen thì gần như là mới, cái hàng này gần như là mới anh em, quen cái thứ là quá đẹp luôn. Này. Đây. Đây, mình sẽ rút luôn cho anh em. Nói chung là nó gần như là cái hàng mới mọi người. Đây, carbon xoắn tít mù này. Đây. Gần như mới, chưa có bị chảy gì đâu. Bốn mà con này về anh em câu ngâm cũng tương đối ok này, ngâu ngâm mà quánh chép rồi các thứ là cây này quá khỏe luôn. Báo giá cho anh em là 1,5 triệu nhá, mã 396, báo giá cho anh em là 1,5 triệu. Đây, 1,5 triệu. Sang mã là 397, báo giá cho anh em là 1,3 triệu, 397.
mình hỏi này cho dễ. Độ cứng là 150 24 này, độ cứng 150 24 nhé. Đấy, cần hai khúc. Đấy. Đấy. Đấy, cây này quá đẹp luôn. 24. Này anh em về đánh ngâm các thứ. Này, ngọn này hơn 3 ni một chút này. Này. Ống cực kỳ dày nhá. Cái này cũng khá là mới luôn. Đấy, độ cứng 150 à 24 nhé. Mình cái này là gốc nó là 24 này, này gốc này 24,5 này. Ngọn là 33, nặng là 334 gram nhé. Đấy. Báo giá cho anh em là 1,3 triệu cái này, này, độ cứng 150 24. Đấy, cũng tương đối bảo lực. Sang mã là 398 thì bắt đầu sang cần tay này anh em. Cái cần tay này thì phê lắm anh em, cái đời nó hơi cũ một tí nhưng mà nó mới lắm anh em. Đây anh em nhìn này. Đấy. Anh em nhìn cái chỉ một lắm, mới lắm anh em. Cây này hàng của Shimano nhá. Mình báo giá luôn cho anh em là mã 398, báo giá là 2,5 triệu. Đây. Cây này dài 9 mét nhé. Đấy, 9 mét này. Đấy anh em nhìn sáng chưa? Trời ơi, cây này gần như là hàng mới tinh này. Sáng lắm anh em ạ. Thì mình sẽ đọc luôn thông số cho anh em này. Đây. Thông số này. Cái này là nặng là 722 gram nhé. Nặng là 722 gram. Gốc là 32 này. Ngọn là 1,6 ni mà độ cứng là con này là 6H nhé. Độ cứng là 6H. Con này cần gỗ nó cũng tương đối nặng. Con này anh em thích chơi có bảo lực luôn này. Đây. Gọi là bảo lực luôn này. Đây, cái ngọn nó đây. Đây anh em này. Đây. Pưng pưng này. Đây. Đây, ngọn 1 ni 6 này. Đây mình sẽ rút cho anh em. Đây, sát rút cho anh em mà xem chung là từng tí một nó mới rõ này. Đây. Gần như là mới tinh luôn anh em. Đây, nói chung ở trong mình bao với anh em là mới luôn, còn là bao mới. Đấy, bao mới cho anh em. Chung là gọi là bao mới, không nghĩ gì cả, bao mới luôn. Hết rồi nhá. Này. Hết rồi. Đấy thì mình báo giá cây này là mã 398, báo giá là 2,5 triệu nhá. Đây. Đây, carbon Shimano. Đấy. Cây này thì quá đẹp luôn cho anh em. Đấy, đẹp mút chỉ luôn cho anh em. Báo giá luôn cho anh em là 2,5 triệu nhá. Đấy, 2,5 triệu cho anh em. Sang mã là mã 399. Đây, 399 là một cây Daiwa. Cây Daiwa Tulamon nhé, báo giá luôn cho anh em là 3,4 triệu này, báo giá luôn cho anh em là 3,4 triệu. Cây này cần đời cao nhé, mình sẽ đọc luôn thông số cho anh em là nặng là 340 gram này. Đấy, cần này cần đời cao nó rất là nhẹ, 340 gram này, thu ngắn là 1m2. Cái cần mã trước là 398 là cũng thu 1m2 nhé mọi người nhé. Đấy, nó thu dài 1m2, thì cần này cũng thu 1m2. Gốc là 27 này, gốc là 27 này, ngọn là 2 ni. Đấy, ngọn là 2 ni nhé. Đấy, carbon quýt cơ luôn. Đây. Đó, anh xem này. Đây. Cây này là dài 10 mét nhé. Đây, của Daiwa này. Đây, cây này là cần đời cao này. Đây, mọi người nhìn này. Đây, Tulamon này. Đấy, carbon quýt cơ. Đấy, cây này là cần đời cao cực kỳ đẹp nhé. Đấy, mình sẽ cho anh em xem chiêm ngưỡng cái hàng. Đấy, anh em nhìn đây. Quả ngọn này. Đấy, đây quả ngọn 360 nhá. Đây. Đây, vần xoắn tít này. Đấy, cần này thì không có nỗi nằm gì cả.
vân, xoắn rất là xịn. Thì cái cây này nó là hàng cao cấp nha, chứ không có hàng vớ vẩn đấy. Cho anh em mà xăm này mà săn hàng chấm đen các kiểu thì gọi là mê ly luôn. Này, mình nhìn thấy vân, trời ơi, sáng rất là đẹp luôn. Đấy, này rất là mới luôn. Đấy, hàng dài 10 mét thì anh em săn hàng thì miễn chê luôn. Đấy, hết rồi nhá. Đây. Hết rồi. Đấy, hết hết 10 mét này anh em ạ. Đây. Đây, đây qua tournament. Đấy, 10 mét nhá. Cây này nó cứng 8H nhá. Cây này báo với anh em là cứng 8H. Mình báo giá cây này là 3 triệu tư nhá. Mã 399. Mã 399 báo giá cho anh em là 3 triệu tư. Đây, 3 triệu cư. Cây đai qua tournament. Đấy, cực kỳ xuất sắc. Như là một cây cần tay thu 1m2 này. Đấy, cây này mà anh em đi săn hàng thì nói anh em là bao chất bao khỏe luôn cho anh em. Đấy. Sang mã là mã 400. Đây, mã 400. Giá anh em là 2 triệu rưỡi. Đây, mã 400 báo giá cho anh em là 2 triệu rưỡi. Đọc tuân thông số cho anh em. Cái ngọn là 2 ni, hai ngọn là 2 ni 35. Gốc là 26. Nặng là 355 g nhé. Thu ngắn là 1m4. Đây. Cái cây cần này của nó Olympic nhé. Đây. Olympic. Đây. Cái chỗ này thì này, người ta sơn vào không biết để làm gì. Đây. Nó sơn vào cái chỗ sắt này. Đây. Đây. Có giá này anh em là mã 400, 2 triệu rưỡi nhé. Đây. Tem lô địa Nhật này. Đây. Cây này rất nhiều chữ này. Cả chữ ký các kiểu này. Đây, các kiểu đa điểm này, cây này cũng dài 10 mét luôn cho anh em nhé. Đấy, này. Quá chất luôn cho anh em này. Này, ngọn này. Đây, mình giờ sẽ rút cho anh em xem nhé. Đây. Cái ni còn là cái ngọn này ni khủng khiếp luôn này. Anh em nhìn quả ngọn chưa, anh quá cứng này, mình sẽ rút hết cái ngọn này, quá cứng luôn anh em, ngọn gần 2.4 đây. Đó. Quá đẹp luôn, ngọn gần 2.4 khủng khiếp luôn. Nói chung là cây này cũng không phải dạng vừa đâu. Cây này nó duy nhiên đây, nó bị không phải là ấy, nó bị sứt ra một tí này. Này, nó sứt cái carbon một tí, gọi là một tí, gọi là chích chích, không phải nó sứt hẳn vào mà nó đây này, anh em nhìn cái ngọn nó kỹ chưa, rồi nó có bị một chấm một tí này, đấy nó chẳng không có ảnh hưởng gì đâu nhé, nó ví dụ nó vỡ ra mới sợ đâu, không có ảnh hưởng gì đây, nó bị sứt một tí này, không có đáng kể, đấy mình chỉ rõ cho anh em xem, đấy, còn đâu ở trong này thì không có vấn đề gì, bao phê luôn đi nha. Đấy, cây này anh em mà săn hàng chấm đen các kiểu thì bao phê. Đấy, hết hết 10 mét nhé. Đấy. Đóng nắp. Cây này anh em săn hàng thì gọi là bao phê 10 mét, ngọn gần 2.4, báo giá cho anh em là 2 triệu rưỡi nha. Mã 400 báo giá cho anh em 2 triệu rưỡi. Đấy, thì nip này tất cả là mình có 7 mã anh em nhé, thì anh em chốt mã nào thì chốt nhanh inbox Zalo cho mình nhé, thì để cuối tuần mình sẽ đấy gửi hàng cho anh em cho nó sớm sớm sủa, rồi anh em sẽ nhận được hàng để anh em câu cá nhé. Đấy. Thì anh em thôi mình cũng xin kết thúc đây nhé. Anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ với mọi người để mình có thể bán được nhiều cần câu hơn nhé. Thì mình sẽ bán mấy giá là hợp lý nhất cho anh em. Đấy. Anh em có gì cứ inbox cho mình nhé.
Thôi mình cũng xin chào tất cả mọi người nhé.